Chào mừng các bác đến với shop hàng Nhật VIP. Hôm nay shop hàng Nhật VIP chúng em xin giới thiệu với các bác một con hũ đẩm. Hũ đẩm con này được gọi là VIP nhất trong dòng mít mỏng. Trong dòng mít mỏng thì không có một con nào có thể qua của nó cả. Đấy. Con này hút từ 16 đến 24 lít. Máy chạy thì siêu êm. Tại vì con mít mỏng này chỉ có dung tích hút lớn nhất mà các bác từng gặp, nó là cái con hút ẩm được độ khoảng 10 đến 15 lít thôi. Còn riêng con này thì hút từ 16 đến 24 lít trên ngày. Máy thì đây, đẹp xuất sắc luôn. Không tì vết. Con này nó lấy gió ở trước này. Đây, nó lấy gió ở trước và hai bên hông này. Thì mình có thể để áp sát tường được. Ưu điểm của dòng này nó sẽ hơn các cái dòng hút ẩm bình thường ở cái điểm đấy, và không có một con nào có thể qua được nó. Con này xét được cả độ ẩm này. Đấy. Độ ẩm 50 55. Đây. 50 55 60 65 70. Con này cài đặt được độ ẩm này khi mà các bác muốn là độ ẩm ở phòng nó hút đến 50 độ, 50% độ ẩm thì máy sẽ dừng lại. Nếu mà mình đặt 60% thì độ ẩm nó sẽ giữ ở cái độ ẩm phòng là 60%, nó sẽ dừng lại. Cả hẹn giờ tắt máy. Con này để mà sấy quần áo thì không đối thủ. Máy chạy siêu êm. Đây là đang để chế độ này. Chế độ sấy quần áo này. Đấy, chế độ sấy quần áo nhưng mà máy chạy rất êm. Con này tháo dàn ra thì dàn gần như mới tinh luôn. Dàn gần như mới tinh. Con này chắc là kể cả các cái ông nào mà làm hút ẩm Nhật về thì gần như là đếm trên đầu ngón tay cái con này luôn. Không có để mà mua luôn.